Hi. Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay lại kênh Duy Khánh. Hôm nay Khánh lên cho tất cả các bạn cùng xem một con máy chụp vít ha. Con máy nói là con này là siêu phẩm luôn các bạn, Mitsubishi. Con này thì 5 ngựa các bạn ha, 5 ngựa có sấy, hàng có sấy ha. Hàng này mới chạy khoảng 7.000 giờ các bạn ha, chạy rất là ít luôn. Con này thì đời cũng rất là cao luôn các bạn ha. Đó. Thì cái tem bảo trì ở đây anh em. Đó. 2016 tháng 8 2016 là lúc đó bảo trì là lúc 6.000 giờ. Thì nãy thì hồi mình bật lên thử cho anh em coi còn bao nhiêu, chạy được bao nhiêu ngàn giờ ha. Thì nó tới cái lượt là thay lọc tiếp theo là 9.000 giờ thay lọc tiếp theo anh em. Đó ha. Anh em xem. Con máy phải nói đẹp xuất sắc luôn anh em, từ ngoại cho ngoại hình bên ngoài. Ngoại hình bên ngoài thì nó có chạy lần chỗ này thôi, chạy nhẹ thôi. Đó, để công về thì chạy nhẹ lần chỗ đó. Còn lại đẹp xuất sắc luôn nha, con này có sấy luôn nha anh em. Đây nè, đẹp mà kêu mà bóng gương luôn á ha. Thì anh em nào có cái kho cái xưởng nào mà nhỏ nhỏ mini mà cần con 5 ngựa thì alo em, con này giá rất là tình thương luôn ha. Xí em sẽ để giá công khai cho anh em ở trên nè, đẹp long lanh luôn á. Phải nói khoảng là mình đánh giá là mình nếu mà mức độ khó khăn là khoảng 95% 97% rồi. Là tháo giùm em cái hộp ra cho anh em coi hộp điện bên trong, điện đốm bên trong đây giờ nè, mút nè, không mục mọt gì miếng nào luôn ha. Đó rồi, máy bên trong nè anh em thấy nè ha, bình dầu nè, dầu zin nó luôn nè, về ha. Đây có cái lọc này nó nãy anh em thấy bảo trì nè. Đó. 25 tháng 8 năm 2016 ha, chạy lúc mà 6.000 giờ thì nó mặc định khoảng 3.000 giờ nó thay một lần đó anh em. Đó. Tháo cái tủ điện ra cho anh em. Đây dưới đây cái lọc này cũng vậy luôn, hai lọc. Bên trong nó đen mung, nó xanh ươm luôn anh em. Xanh ươm luôn, không có miếng dấu hiệu nào mà mục mọt hay là. Con này đời cũng khá cao luôn. Đây giờ tủ điện nè. Phải nói là siêu phẩm anh em ơi. Thì anh em nào về xài là con này quá tuyệt vời. Thì con này có sấy luôn nha anh em. Đây. Sấy đây, cục sấy nơi này đây anh em. Cục sấy nó 0.3 kW à, 300W thôi nè. Đó ha, đồng hồ này, đồng hồ của bên máy sấy ha. Và đồng hồ này là đồng hồ của cái máy chụp vít chạy ha. Rồi, bây giờ mình sẽ test chạy với mở gì test chạy cho anh em xem. Ha, hiện tại thì con này thì anh em nào xài 3 pha. Thôi giờ anh em nào có 3 pha 3.8 thì mua cục biến áp nhỏ nhỏ xài cho dễ đi, chứ giờ móc lại thì nó mất gain nữa. Phải tháo tủ điện rồi ra, phải móc motor bên trong nữa thì nó cực ha. Mua cùng biến áp tầm có chắc 5 ngựa chắc khoảng chừng triệu mấy, 2 triệu à, 2 triệu là cao. Mua để cùng biến áp vô là anh em xài thôi, cùng áp 38. Đây thì con này nó chạy được 7.300 giờ anh em, 7.307 giờ thì chạy như chạy lướt thôi anh em, 7.300 giờ anh em biết máy chục máy hơi rồi, máy hơi thì chạy liên tục thôi, nhưng mà con này chạy rất ít luôn, mới 7.000 giờ thì cái lần tiếp theo nó thay lọc đó là 9.000 giờ anh em, thì anh em chạy canh khoảng chừng 2.000 giờ nữa thay lọc được rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thôi, chạy thì anh em đơn giản bấm on là chạy thôi ha. Đó. Siêu im luôn, cũng nghe tiếng luôn nữa ha. Áp lên nè, áp này nè, xả đó đi ha. Phá hơi là im gu thôi ha. Máy đang chạy nha anh em, bảo đảm anh em không nghe tiếng á. Đụng vô biết chạy thôi, chứ mà anh em đứng mà cách chừng nửa mét là không nghe tiếng chạy nha anh em, bảo đảm. Đây thông tin tin cái máy đây nè, model là ESCAL46R ha. Pressure là 8.3 kg ha. Điện là 200V. Đó. Con này nặng 234 kg, Mitsubishi.
Ê, cái con này có cái cuốn tập nữa, kiếm cuốn tập người ta có nguyên một cuốn sách hướng dẫn của nó luôn anh em, cuốn sách mà để bộ phận nào tháo lắp sao có luôn á. Giờ ra ra đó ha, sách hướng dẫn sử dụng của nó còn luôn, catalog ha, quá im anh em ơi. Đây cái dòng Econ nè đó, Econ em thấy nè, sách nguyên sách nó luôn đầy đủ á, từng trang còn nguyên y đó, bên trong nó đủ hết rồi nè. À, đó rồi thì anh em nào có nhu cầu thì alo em ha. Một con máy như vậy mà có sấy nữa thì bên em bán đang bán với giá 20 triệu nha. Anh nào cần thì alo em, 20 triệu, giá chưa bao gồm vận chuyển nha, giá tại cửa hàng đó. Quá đẹp luôn, quá tuyệt vời luôn nha anh em, chạy là im ru. Rồi mở ra và coi cho anh em coi trong lần nữa, nhìn mắt ghiền. Mở ra coi bên trong lần nữa đó nha, mở ra rồi mà anh em không nghe tiếng nó chạy nữa nè nha. Mở lên dịu dịu nha, ở đây đồng hồ ga sấy khí nha nè. Rồi anh em nào có nhu cầu thì alo em, số điện thoại là 0908875468, hoặc là anh em nào mà cần thì có thể đến trực tiếp để xem con máy ha, thì đến trực tiếp đến cửa hàng bên em, cửa hàng Duy Khánh để xem máy nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video ha, chúc anh em có một ngày thật là tốt đẹp ha. Anh em nào mà đang xem thì cho em một cái like ha, một bấm like và một lượt đăng ký đối với những anh em nào mà lần đầu tiên xem kênh của em ha. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt anh em.